Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại chơi một game mới. Con game đó nó có chủ đề tương đối giống cái hình nền này. Thì tôi cũng vừa mới tải thôi. Nên cũng trong lúc mà chờ game nó tải thì tôi sẽ lên giới thiệu cho anh em luôn. Game này có tên là Hero of Eternal West. Nhiệm vụ của một anh hùng vĩnh cửu hay gì đó. Đây là cái trang template của họ. Game này sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 1 sắp tới nha. Hiện tại thì vẫn còn khoảng 2-3 ngày nữa là anh em có thể chơi được rồi. Nó rơi vào cái khoảng giữa tuần sau. Game có lượt follow rất là cao luôn, gần ngàn luôn. Đây, game thì anh em nhìn nó tương đối đơn giản. Mình chỉ chạy xung quanh một cái hồ này, sau đó đặt mấy cái công trình và chọn những cái nâng cấp cần thiết cho cái hero của mình. Thì game này lúc trước tôi đã chơi cái bản demo một lần rồi, lúc đó thì nó chưa hoàn thiện cho lắm. Thì cũng là demo mà, nên hy vọng bản này thì nó đầy đủ hoàn chỉnh hơn. Game này cũng không có Early Access nha. Game này thì cũng chưa có Early Access, chơi xong nếu như ổn áp á, thì tôi sẽ chỉnh cái review lại thành đánh giá tích cực luôn. Rất vui, đây là thể loại chiến thuật Roguelike rất vui, lựa chọn con đường của bạn, thu nhập tài nguyên, quản lý tài nguyên. Mình sẽ đi theo một cái con đường độc đạo như thế này nè. Thì mỗi cái chuyến hành trình của mình nó sẽ thay đổi một tí. Lúc đó anh em có thể chọn nâng cấp thay đổi rất là nhiều thứ. Mình có thể farm mấy cái tài nguyên, đem về nâng cấp xây dựng những công trình của mình. Có rất là nhiều chủng loại quái nha, đồ họa thì graphic thì cũng tương đối đẹp luôn. Tự do cho nhân loại hả? Đây là cái trailer thứ hai. Trailer này thì chắc sâu nhiều vô cái gameplay hơn là cái cinematic như nãy. Đây là cái thành phố của chúng ta nè, nó đang phát triển dần dần lên. Đây là cái chặng đường phiêu lưu của anh hùng qua rất là nhiều cái bối cảnh thế giới khác nhau. Đường quái nó dí rồi. Hy vọng game này không có quá nhiều yếu tố cày cuốc để có thể chơi và cảm nhận nhanh nhất có thể. Đây là những cái anh hùng của chúng ta nè, lúc trước bản demo tôi chơi thì chỉ có 1 đến 2 anh hùng gì thôi, 2 hay 3 gì đó không nhớ nữa. Đây là cái nâng cấp cho cái thành phố á, ngôn ngữ này là tiếng, không phải tiếng Anh, Tây Ban Nha phải không ta? Đây đúng là tiếng Tây Ban Nha thiệt. Nhưng mà full audio lại có tiếng Nhật nha. CF cho phép giải thưởng này thì không biết năm mấy nhưng mà có giải thưởng là thấy uy tín rồi đó. Đây là giới thiệu của con game. Chào mừng bạn đến với một cái cuộc phiêu lưu không có hồi kết, những cái thử thách không hồi kết kéo dài liên tục, thu nhập tài nguyên, xây dựng tất cả các tòa nhà công trình vĩ đại gì đó. Rồi nói chung là khám phá leo tháp, có một cốt truyện tương đối ổn, cây ma thật tạo một cái nấm. Rồi, bây giờ chúng ta vô game thử thôi. Ok, chúng ta bắt đầu vô game. Thành thang Map by Unity. Option. Graphic. Nó không hiện FPS nhưng mà tôi cảm giác nó khá là góp á. Option thì hiện tại là không có cửa sổ, nên tôi phải cưỡng bức nó để ở cửa sổ thôi. Sau đó tôi sẽ cáp cái khung game lại cho anh em đợi tí. Đó bây giờ là tiếng game nó vẫn hơi lớn ta. Để tôi chuyển qua chế độ tai nghe đi. Mình nghe cho nó dễ hơn. Rồi, chúng ta bắt đầu vô game. Đồ họa là đang ở mức cao nhất. Hiện tại menu nó rất là đơn giản luôn. Chỉ có một vài cái ngôn ngữ chúng ta chọn ở đây là bắt đầu cuộc hành trình mới. Bạn có muốn bắt đầu cuộc hành trình mới không? Tất cả các sếp cũ thì sẽ bị xóa hết. Thế giới đang rất là yên bình cho đến một ngày nó bị thay đổi bởi rất nhiều thứ.
đơn giản, cái đoạn giới thiệu chỉ là rất là đơn giản luôn, nhưng mà không biết có ảnh hưởng bởi cốt truyện hay là cái gì không. Sao mà Lót Đinh này đứng luôn ta? Đó, chạy rồi, chạy rồi. Rồi, bây giờ vô game. Elgin, nghe tôi không? Em Ligia đang nói chuyện với mình có thể là Elgin hay là cái gì đó. Ổn chứ Elgin? Tôi ổn. Thì rồi, tôi đã vượt qua một cái cổng, cái cổng mà dịch chuyển này một cách thành công rồi. Mình đang trở về hay là đang trên đường đi không biết nữa. Đây là Ligia, dạng em này giống như một pháp sư vậy đó. Tôi rất mừng vì bạn vẫn ổn thôi. Vượt qua được cánh cổng đó thì đúng như một cái kỳ tích, một cái thành tựu cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà game đâu cho cái tôi cái thành tựu rồi đâu. Game này chữ hơi bị nhiều nha. Chúng ta không có nhiều thời gian để ăn mừng cái chuyện này, nên tập trung vào cái nhiệm vụ trước mắt đó. Mình thì dạng như là đi trinh sát cái vùng này để thám hiểm cái gì đó. Thì không biết sau này mình có thành chiến binh hay là cái đội quân gì không, dẫn dắt đội quân không, hay là chỉ là đơn thân đột phá mà lả lướt trên con đường này thôi. Rồi, mình đang truyền âm nhầm mật với cái em này ở rất xa nha, như gọi là cái điện thoại đó. Chứ không phải là em nó đứng ở đây nói chuyện với mình đâu. Mọi chuyện rồi sẽ thành công mà thôi. Tôi đã chờ đợi cái khoảnh khắc này rất là lâu. Nhân loại sẽ có một cái bước tiếp theo để khám phá cái tòa tháp vụn vỡ này. Tôi sẽ làm cái đường tốt nhất của tôi có thể. Nhưng mà cái khu vực này chưa biết có mối nguy hiểm nào không. Đừng có mà tự tin như thế. Cái nhiệm vụ này khám hiểm này thì chưa từng có ai mà hoàn thành nó được đâu. Thằng này nó chưa biết gì mà nó chém gió dữ thiệt á. Chuột giữa hả? Chuột giữa thì cuộn chuột. Ủa sao bây giờ nó thành chuột phải chứ không phải nút cuộn? Tôi nhìn thấy một con quái lạ đang tiến về phía này. Cẩn thận nhặt lấy cái trang bị của mình, đánh ba quen đập nó. À, mình dơm ra đây. Cái lọ máu này sẽ hồi 90 máu. Chỉnh đường cho tao con kia, đơn giản thôi. Gào gào gào, đi nói chuyện với con quái thanh niên này. Mình chém có vẻ yếu nha, cái này tốc độ hả? Mình đã tìm thấy một cái trang bị mới, mình có thể gắn nó vào cái con này. Rồi, cái loại thuốc là cái vật phẩm tiêu thụ thôi, đít chuột trái nó để sử dụng. Nếu mình không muốn cái gì nữa thì nắm dụng quăng nó ra ngoài. Ủa, 1 2 là kêu rồi, cái này có phím tắt rồi ta. Đây, cứ đi bình thường thôi. Mình có thể nâng cấp vũ khí bằng thì mình có thể nâng cấp cái kêu bằng cách lựa chọn cái này này, đích giờ icon hoặc là cái phím tắt mới vừa bấm thử xong. Số 2 là sờ tôn nữa. Ơi, máu còn có 120 mấy gì. Con dơi này 3.4 đam. Xài kêu là tốn mana nha. Mình còn 13 mana nè. Cộng 2 đam, 3 phòng thủ hoặc là hồi 80 máu. Lấy đam trước. Mình có thể chọn những cái nâng cấp cái card này đặt nó lên trên map. Đây là như cái ví dụ cái lọ thuốc hồi máu. Vị trí công trình sẽ đánh dấu trên bản đồ. Mình nên đặt cái bình thuốc này đâu? Ngay khúc cua gần cuối đây. Lọ này sẽ hồi cho mình 20 mana. Lọ này hồi 90 máu. 90 máu luôn. Trời, bấm lộn nút.
Thứ này mỗi lần mình đi qua nó sẽ hồi một lượng nhỏ máu cho mình. Và mana. Hồi máu hoặc là mana. Mấy con nhỏ nhắn này không cần xài kill đâu. Để tốc độ bình thường thôi. 90 thì mình dưới 90 máu thì mình mới uống. Ba chí mạng hoặc là ba né tránh. Chỉ số của mình nó coi đâu ta? Chí mạng mình có ba, né tránh là một. Ngoài ra thì được thêm cái gì nữa là kỹ năng mới ạ. Tấn công tất cả mục tiêu ở xung quanh mình nhận thêm 6 điểm phòng thủ. Nếu né chạm đến quân địch thì sẽ gây choáng, kéo dài 25 giây. 4 mana cũng được, cái chiêu số 3 của mình. Đi qua đây nó hồi máu hay mana. Sử dụng cái Amiga New Amiga để theo dõi. À đây. Đó, chí mạng lên cái là đánh mát tay liền. Ôi, Amiga chứ này chóng mặt lắm. Con dơi 3 đến 4 đam. Thủ 13. Cơ tớ tách là phản đòn hả? Máu cộng 40 đi. Những game như thế này chúng ta nên tăng vào máu. Hạ một cái quân địch. Đặt cái công trình hỗ trợ phải không? Có thể thu nhập cái tài nguyên của những con quân địch đó. Cái tài nguyên này có thể sử dụng để mà mua trang bị vật phẩm, nâng cấp anh hùng, công trình xây dựng gì đó. Mình có thể đưa bui mấy cái mỏ này ở đây luôn. Cái này là cái mỏ, mỏ khai khoáng. Mỏ thì chắc xây giữa đường thôi. Cái khúc nào mà mình thua nhất đây. Cái tháp canh. Ý, có một đống đồ luôn hả? Cái áo này thì giảm 5 máu tối đa nhưng mà tăng một phòng thủ cũng được. Găng tay này phòng thủ. Cái này là dược phẩm tiêu thụ hả? Dược phẩm tiêu thụ thì để đây đi. Hồi 6 mana. Mình còn thiếu nón giày cái nhẫn. Bắt đầu quái nó ra hơi bị kinh rồi đó nha. Mình đã hoàn thành cái chuyến thám hiểm rồi đó hả? Sau rất nhiều năm chúng ta đã đạt được cái điều này. Thông tin về cái cuộc thám hiểm này sẽ giúp ích cho tương lai, những cuộc thám hiểm trong tương lai rất là nhiều. Cái này thiếu chữ Y nè. Vậy sẽ trở về đây, tốt nhất, ok. Tôi sẽ trở lại, tôi đã cảm thấy cái thời gian này đã trôi qua, quái vật đang trở nên mạnh hơn. Nên cần chuẩn bị thêm nhiều thứ. Combat, ok. Bao giờ mới được cái lựa chọn hay cô ta? Tôi muốn chơi mấy em gái kìa. Anh hùng trở về đây. Luffy muốn cơm. Chúng ta đã hoàn thành cái chuyến thám hiểm. Bạn là người đầu tiên hoàn thành cái chuyến thám hiểm này. Bạn là một anh hùng. Quá khen. Không ai có thể vượt qua cái cổng phô tồn mà không phải trả cái giá bằng cả mạng sống mình. Trở lại là xem như là một cái điều chiến thắng tuyệt vời cho chúng ta. Bạn nói thấy Liga. Cái bàn tay này đã được huấn luyện rất là nhiều. Rồi, nói chung là những lời chúc mừng thôi. Thì ngày mai á, sau cái chuỗi chiến thắng ngày hôm nay á, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục khám phá cái tầng thứ hai của cái tòa tháp. Tức là thế giới trở nên hỗn loạn thì khi xuất hiện cái tòa tháp á, bây giờ chúng ta sẽ đi thám hiểm đó. Nhưng mà tôi không biết cái cốt truyện đằng sau như thế nào nữa. Hay là nó chỉ xây dựng cái bối cảnh là chính thôi.
chúng tôi sẽ dõi theo bạn và hoàn thành cái mục tiêu của chuyến hành trình tiếp theo. Chỉ có một vài người được chọn á, cái mắc cái ma kịp này thì mới có thể đi qua được cánh cổng đó. Mình không biết có phải người được chọn không đó, nhưng mà chắc được thì mới đi qua thôi. Đây là mấy cái nguyên liệu nãy mình lượm mình đem về nè. Bây giờ nhân loại là sống trong một cái khu nhỏ bé như thế này, gọi là như cái nhà tù cũng đúng nữa. Bây giờ đang rất chật vật, mình là người thằng anh hùng ra đi cứu thế rồi. Nhưng mà nhỏ như thế này xây đâu có đã ta. Bây giờ thì bạn có thể là quản lý cái đội ngũ của mình, xây cái công trình xây dựng vô thành phố, tạo thêm cái trang bị, tuyển thêm một số cái người được chọn nữa. Người anh hùng thì sẽ chiến đấu bên cạnh của mình, tuy nhiên họ cần phải có một cái giá tương xứng, tức là dạng như đi thuê mấy thằng mạo hiểm giả thêm cho mình. Hiểu rồi, tôi sẽ làm điều tốt nhất có thể. Chúng tôi tin tưởng các bạn và sẽ giúp đỡ bạn bằng mọi thứ có thể. Bây giờ cái tiếng này nó nghe hơi cao quá nên nó chuông tí là nhức đầu á. Hả, bạn bấm vô đâu vậy? Em gái này là hắc kỵ sĩ, có cái chiêu là triệu hồi một cái con bướm đêm. Khi mà đứng gần quân địch thì sẽ giảm đam của nó gây ra. Máu. Cái này là vật phẩm yêu cầu mình có thể triệu hồi được em Lilith này. Á chà. Hồi 20% máu. Tấn công theo một đường thẳng gây đam cho tất cả quân địch trên cái đường đó. 153. Thằng này thì kiếp, không quan tâm em này. Sắp bia, khối tinh thể mana, đá linh hồn. Cái này là hòn đá được chọn, hình như cái này là cái quan trọng nhất á. Em này thiên về né tránh hả? Cần cho một cái quân địch trở nên mạnh hơn xung quanh anh hùng chiến đấu với mình trong vòng 10 giây. Thôi miên hả? Em này có vẻ khó đó. Có rất nhiều cái nhân vật trong trò chơi này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiện tại thì chúng ta chỉ có mỗi thằng khu nhìn trong mặt khá là thường dân như thế này thôi. Bây giờ là xây dựng công trình. Bây giờ mình có thể bui những cái công trình mới trên cái bảng này. Mỗi công trình bui á thì sẽ cho mình một cái card tương ứng cho cái chuyến thám hiểm kế tiếp. Mình có thể nhận chúng trong cái quá trình mà xây dựng cái công trình đó. Đây. Cái công trình khi mà mình dựng lên á thì nó không thể bị xóa nha, tức là nó nằm đó hoài luôn á. Bây giờ là cái dạng như nâng cây kỹ năng, cái này bắt buộc phải. Mình có thể xây cái nông trại của em hoặc là đi theo cái hướng như này, suy nghĩ kỹ nha. Nó không cho mình mà zoom vô zoom ra ta, nó chỉ cho mình nhìn qua trái phải thôi. Bên này thì cần 4 gỗ. Khi mà vượt qua cái biển chiến tranh này á thì anh hùng của mình sẽ tăng thêm một chỗ cái chỉ số. Rồi, trước mắt thì mấy level đầu thì cứ nâng đại thoải mái đi. Chúng ta đã đặt bẫy ở chỗ mà cái tòa tháp đó. Ủa, chúng ta đã bị mắc kẹt bởi cái tòa tháp đó. Thì chúng ta chỉ tồn tại và sống sót dựa vào những cái tài nguyên mình thu nhập được từ cái chuyến thám hiểm của mình thôi. Cái này nãy tôi xây là nó ở đâu mà không thấy cái thay đổi thành phố gì ta. Mùi vì một vài vài cái lý do nào đó mà những hạt giống chúng ta đang sử dụng không thể nảy mầm trên cái môi trường này. À, hồi nãy là mình xây cái nông trại. Bây giờ chúng ta mọi thứ đã thay đổi rồi, chúng ta đã có thể xây dựng và phát triển thêm những cái cây trồng của mình bằng cách là vận chuyển của chúng ở cái cổng đó. Cơ hội sống sót của mình thì sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này là cái bộ bài đó. Mỗi cái công trình xây dựng là như một cái thẻ bài vậy đó, mình có thể sử dụng nó trong cái chuyến thám hiểm. Mình có thể quản lý cái công trình thám hiểm ở đây.
chọn cái lựa bài tốt nhất để có thể là giúp đỡ mình trong cái việc xây dựng đó. Mình có 15 cái thẻ bài. Hai cái thẻ này là hai thẻ mới của mình. Triệu hồi một con golem dạng nông dân. Nhưng mà sao mới vô tôi được 15 cái thẻ rồi ta? Cái này là để thu nhập hái lượm nên không có bỏ đi được. Cái này chỉ dùng được 4 lần thôi. Nhưng mà sao thẻ bài nó cho mình nhiều như thế này nè. Nó cho mình một số cái nấm. Cái này cho mình cái trang bị nhưng mà chỉ dùng được 4 lần thôi. Cái này là tạo thành cái gỗ sau khi hoàn thành cái chuyến hành trình. Mỗi lần vượt qua nó sẽ cho mình một cuốn sách. Rồi một ít máu và mana. Tiếng lẻ nên nó cho mình ít thẻ bài á, thì mình còn được, còn đằng này mới vô nó cho vui thẻ luôn. Này bỏ ra nè, cái này dạng như hấp thụ cái xác sống nha. Rồi, đi thôi. Đây là nơi những cái trang bị của mình. Chuẩn bị cho cái chiến đi kế tiếp thì nên chuẩn bị vô đây. Cái này có mất không ta? Hai gỗ một đá nè. Không biết là nó có mất không nha. Bắt đầu chỉ có là cái tầng 1 này thôi. Cái mỏ này thì nên để ở cái đường nào ít ảnh hưởng nhất? Đây, có cái chày. Cái chày này mất đam nhiều lắm nhưng mà nó tăng một né tránh. Không. Quái này đông quá vậy. Nông trại hả? Mình bắt buộc phải sống. Cái quan trọng nhất là mình phải sống thôi. 40 áo, 2 đam. 2 đam hay là 2 đam đi, tí nữa mình sẽ tăng máu sau. Mana tối đa cộng 1, vô nghĩa. Gần ở đây thì mình có thể bấm vô cái icon nào đó. Nó ở đâu ta? Đấy à. Tiếp tục đi đánh thôi. Lần sau cái này là bỏ qua không được á.
Muốn đi tiếp được không? Ủa? Sao vậy đúng rồi? Người đi có một vòng vậy à? Chả xây thêm được cái gì. Vớ vẩn. Đang ngon. Sao con này nó đánh mạnh vậy? Hồi nãy được cái vũ khí đầu tiên. Lấy gỗ. Cái trụ này nó không bắn hả? Trời, mới đi vòng đầu mà mất bao nhiêu máu nè. Trời ơi, cái chiêu tưởng đâu cái gì. Ta né tránh ba chí mạng. Bạn tìm thấy một cái dài cái mana, hồi phục được 7 mana. Mới xây cái tháp mana xong nó cho mình hồi mana. Rồi 30 máu uống đi. Cái gì? 2 đến 3 đam trừ 3 hồn thủ. Trừ 3 kháng lửa. Ừ, cũng được. Thông toàn cho lắm. Mỗi lần bước qua nó thì cho một cái vật phẩm ngẫu nhiên. Cho tơ tách với hồi máu, 2 điểm phòng thủ thì nó vẫn ngon hơn á. Thôi, lỗ đi. Bây giờ nâng cái skill lên hay là học cái skill mới? Tăng cái phạm vi. Học skill mới đây. Cái trang bị của mình có thể nâng theo 2 nhánh. Quái nó chưa xuất hiện ở đâu cả. Đồ mình dục ở trên này. Rồi được 7 mana. Còn 6 mana.
Ừ, ngon ngon ngon. Đạm, bát đạm luôn. Ồ. Nhưng mà cái kia nó vẫn ngon hơn. Cái này nó tốn nhiều không ta? Mười một với một nè, 17 với 1 cũng được, trừ 3, 15, 21. Nói chung cái này là để nâng đồ lên đó hả? Nâng lên hàng tím luôn nè. Hai cái nhẫn cỏ, hai cái áo nó không đồng cấp thì không nâng được. Cái này đồ trắng, cái này đồ xanh dương nè. Rồi tiếp. Hai điểm phòng thủ băng không ngon. Ba cộng hai hút máu. Phòng thủ 20 kéo dài 2 giây. Sức mạnh mình cộng 2. Ok. Bây giờ nâng đồ lên. Nhẫn tím. Nói chung là cứ lên đồ xịn cái đi. Nếu quan tâm nó là xịn sò hay là nó lõm. Cái áo xanh, cái nón trắng. Nón trắng lên luôn. Mình không có vũ khí nào ta. Nhẫn trắng. Mana. Hai cái này đều là dây chuyền hả? Lên dây chuyền xanh. Bốn đam, mát đam, chiêu mới. Tăng cái chỉ số cơ đơ tách trong 6 giây. Level up. Tăng cái gan đi. Đi chậm chậm thôi. Nó bắn nó. Đường giản gọn nhẹ, máu lên rồi đó. Ora yo.
Tìm được một cái viên ngọc. Coi kỹ nha. 17, 211, 18, 32. Còn nói chung là cứ lên được thì cứ lên đi. Mình sẽ xếp đúng cái thứ tự này luôn để tí nữa cho nó dễ quản. Cái bên này là cái gì? À, cái thẻ bài, quên. Chơi mới tí xíu mà lú rồi. Mấy gỗ mana rồi. Trụ này bắn méo tới hả? Sao lại là méo tới được? Thì cũng hết hiệu lực luôn rồi. Tối đa 4 lần sử dụng à. Nên hết chiến này là tôi về luôn á. Vũ khí xong một vòng này mình có thể nâng được. Trừ 30 máu nhưng mà tăng mấy cái chỉ số khác cũng được luôn. Máu. Ngon 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 ngon. Tôn mày nào. Phát hiện ra những cái con thằn lằn ở trên đường đây. Vậy xong cái quay này chắc có khi tôi về luôn á. Ba năm sáu vũ khí tím mạnh mẽ, cái giày của mình 17, 10, 11, nói chung là chắc nó cũng tăng thôi. Vô dụng phết luôn. Thịt tươi, thịt tươi. Mày có hiểu những gì tao nói không? Sao mày lại ở đây? Im mồm. Tao đang tìm một cái câu trả lời. Rồi. Chúa tể của mày ở đâu thôi? Không cần phải chiến tranh. Tao không muốn bạo lực. Câm mồm. Không thằng nào được đi qua cái chỗ này. Cúc. Chim cúc rồi đó. Nó đứng gần trụ thì tôi đâu có cần xài cái đó đâu. Đây hai con với một nhện nữa nên tôi sẽ xài cái này với cái này. Để dành mana thôi. Ai đây, ai đây? Ủa, cái câu nãy quên đọc rồi. Trước đây thì chưa có ai có thể là đi được xa đến như thế này. Không biết còn một cái con mà sinh vật nào có trí tuệ riêng nữa không? Những con sinh vật sống trong cái tòa tháp. Nếu như mấy con quái vật mà có trí tuệ, thậm chí như cái con thằn lằn này nó có thể trò chuyện thì rất là nguy hiểm. Nó không hề là sợ hãi bất cứ cái điều gì cả, trông nó rất là trung thành với một ai đó. Nếu những con quái vật này có thể vượt qua một cánh cổng thì nó thật là tồi tệ, xem như là tận thế cho chúng ta luôn.
đừng lo lắng, chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này. Double kill luôn. Mấy đánh mình đâu có thấm đâu. Đẩy đây căng nè. À, combo mình 2 với 1 thì cái này nó ngon. Cái này tăng dam kill thì cũng ngon mấy. 2 với 1 thì combo 2 với 1 đi. Hai ba một combo của mình đó. Mấy cái nhà này hết hiệu lực. Đợt này có đi đủ 10 quay không? Con mũi này cho nó phản đòn mình nữa đó. Chí mạng đi. Hiện tại mình vẫn chưa có nâng được cái gì lên nữa. Thiếu máu nha. Chí mạng nó nhảy liên tục cả không? Mình có thể di chuyển nhanh hơn và né quân địch trên cái con đường gây một đam từ cái chỗ mình lướt qua. Nhưng mà đi lần sau thì cũng gặp nó thôi. Một báo nhiều quá nghe không được à. Hồi đầu game mình không biết cái cơ chế này nè, nên đồ giống nhau mình đem dục với anh. Con nhện này giờ nó nguy hiểm con thằng lằn hả? 787 4 đam. Mana mình gần đầy mà. Con gì nó đây? À con này để mình. Hồi 40 máu, ok. Hiện tại thì vẫn không có đồ. Ê quên nữa, đặt ở đây không đặt thiệt. Trời ơi. Chịu hồi một đồng minh thì chắc đi đến đây tôi chịu hồi. Muốn hai hút máu. Cái skill của mình không có cần skill mới đâu. Đẩy tất cả các quân địch về cái góc cuối cùng. Tức là đẩy về đây mình trụ mình nó có thể bắn thêm nó không ta. Nhưng mà 6 mana có vẻ ngon nha. Tăng cái độ dài thời gian chó.
thử cái này đi. Mình chơi lần đầu thử cái chiêu mới đi. Đây nè, lên đẩy con thằng lằn vừa đánh luôn. Đó, lên đây thì có cái trụ này nó bắn tiếp mình nè. Được, sau này xây hai cái tháp. Quái nó gom sẵn đây rồi. Giảm đam của quân địch ở trong cái phạm vi đó trong một thời gian ngắn cũng được. Ủa? Không có đồ gì luôn đó. Quay sang gặp boss thôi. Chắc tiết kiệm đồ đó. Chưa có cái quần nào luôn á. Game gì nhân phẩm khiếp gì ta. Nhưng mà mình đánh sao nó ra cái hiệu ứng băng nè. Trụ này không bắn luôn. Đi con này phải đẩy nó lên đây rồi. Con này cũng mạnh nữa. Bây giờ tụi nó đi đốn đường nguy hiểm quá. Này ở đây có chủ bắn không sao. Mình nâng cấp được mấy cái thẻ bài lên không ta? Ngon, có khi win rồi đó. Đi hết cái dòng này là về luôn. Về luôn. Vinh quang trở về. Ủa? Trời ơi, bây giờ mới gặp boss đó hả? Xài mẹ đổ cho anh ấy. Hay là mình bỏ đi ha. Boss này nó đánh đau lắm. Nó yếu dưới băng. Mình có cây kiếm băng 200 máu, mình có 150 máu à. Đi tới nó chắc còn 100 máu à. Lại không có đồ gì nữa chứ. Nên bỏ đi. Ê, con này mới là boss nè. 1000 máu. Không suy nghĩ nữa. Chưa biết cái tài nguyên nào quý giá để mình đem về. Mấy cái nào số lượng ít á thì mình đem cái đó. Nó giới hạn mình đem về ít quá. Nanh sắt vàng. Còn mấy cái món này thì tôi không biết, ruby thì chắc phải đem về á. Con mắt này nhiều nhất nè, nên không cần đem đâu. Vàng thì chắc cũng phải đem rồi. Đi.
Game cũng cuốn phết đó nha. Mặc dù chưa dám đánh boss. Cuộc thám hiểm này thực sự là một cái sự hỗn loạn rất là nhiều thôi. Những cái con thằn lằn này rất là mạnh mẽ. Nó là không hề sợ hãi bất cứ cái điều gì cả. Nó nói về một cái người tên là Yugi. Người này hẳn là cái thủ lĩnh của bọn chúng. Tôi hiểu cái mối mà quan tâm của bạn Ewin. Nếu như con quái vật mà vượt qua cái cổng này á thì chúng ta sẽ gần như là tuyệt chủng luôn. Nhân loại bây giờ toan rồi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm cách mà đánh bại chúng thôi. Đó không phải cái điều duy nhất mà tôi lo lắng trong cái chuyện này. Sinh vật được tạo ra từ cái tòa tháp. Ban đầu lúc đầu á, thì nó là những cái sinh vật mà không có thể suy nghĩ, mindless. Nhưng bây giờ thì cái trí thông minh đang phát triển bên trong cái tòa tháp đó. Nhưng mà sao họ lại muốn tấn công chúng ta? Có rất nhiều cái câu hỏi mà tôi đặt ra trong đầu. Nếu thực sự những sinh vật sống thông minh khác ở trong cái tòa tháp thì đang tổ chức là họ đang chuẩn bị vô một cái trận cái gì đó, có thể là một cái trận chiến lớn không chừng, hay là nó có nguy cơ xâm lược mình luôn. Nhưng mà mình nghèo vãi đái cơ mà, có cái gì đâu. Chúng ta nên cảnh giác về cái việc này. Trời ơi, đúng là cái trận chiến thiệt kìa. Hy vọng là không nên chiến tranh thôi, chúng ta chỉ muốn đi qua nó chứ không phải là gây chiến với nó. Nếu tìm ra sự thật á, thì chỉ cần tập trung vào hoàn thành cái tầng đầu của chuyến hành trình này đã. Nói chung là em này nó bảo á, mày muốn biết thêm cốt truyện thì vượt qua cái tầng 1 đi, đừng có gặp boss mà chạy nữa. Chúng ta chỉ có lựa chọn là đánh nhau ngay bây giờ thôi. Đúng rồi, tôi sẽ làm điều tốt nhất có thể là tôi xây nhà. Cái này vô nghĩa. Cái này không giới hạn số lần sử dụng nè, nên nó rất quan trọng luôn. Bây giờ mình coi cái nào mình cần thiết thì mình quất vô cái đó. Điều khiển tâm trí khi bắt đầu cái chuyến hành trình đó, sẽ điều khiển một cái thằng ở gần mình. Tăng cái chỉ số né tránh cho mỗi anh hùng 2 điểm. Cái này ngon nè. 6 gỗ 6 đá. Rồi ok nha. Trước đó thì cần lấy 6 gỗ là 12 gỗ. 5 mana, 12 gỗ. 12 gỗ, 14 đá, 6 con mắt. Tôi nói lại đó. Cái trên này sờ tim của tôi đặt cái nút đó là cái gì đó. Đó. Vô Steam setting overlay, thường tôi đặt cái overlay ấy nè. Trên game Control Shift L. Control Shift L. Bây giờ là tạo một cái nốt. Nốt. Mười hai gỗ, 14 đá, 6 con mắt. Rồi. Pin lên chứ.
Cái này không có chỉnh nó được đẹp đẹp hết ta. Có cái nào? Rồi, ok. Chúng ta tiếp tục cái cuộc hành trình. Bây giờ chúng ta có một cái tòa tháp có năng lực là điều khiển tâm trí của quân địch. Cái nào mà sử dụng có giới hạn thì tôi cho chim cút hết. Cái trang bị này rất cần à, nên phải giữ. Cái này cũng cần. Cái này cũng giấy thư viện là cút nào. Đi chút cái công trình thì cũng không cần luôn. Farm này cũng chưa cần cho lắm. Tại vì mỗi lần về thành á là mình chỉ đem được một số ít. Để đâu nó đổ vướng ta? Mình để lại chỗ này đi. Đây, khoan 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 khoan. Tôi muốn mở em này cơ. Sapphire 9 con mắt nữa là 15 con mắt. Nãy biết gì lấy hai gỗ hay đá làm cái vũ khí đi trước rồi. Mình rất là quan trọng cái vũ khí luôn á. Chưa biết nên tập trung quái vào đâu. Thể là ở đây. Hoặc là khu này. Điều khiển tâm trí được một con dơi. Trời ơi, vậy đâu phải xây cái tòa tháp đánh nhau ở đây rồi. Hai kháng lửa 40 máu tối đa 3 né tránh tăng phạm vi
Đây 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 đây, cái chiêu đẩy về đến cuối này. Mình sẽ tập trung quả lực ở đây. Mình kịp kiếm lên vũ khí là cái quan trọng nhất. Chục mana rồi, cái này xài thoải mái luôn rồi đó. Hai kháng lửa, ba né tránh, 4 mana. Tìm thấy cái game trên cái con đường đi của mình. Mày gì phản bội tao à? Bốn lần nữa. Chi mạng phòng thủ kháng xét, thủ sẽ thương vật lý. Con quái ở đây hồi nãy là chưa biết nó đam cái gì nên vui đam đó, tăng cái counter attack trong 4 giây thôi. Trời ơi, tôn vô cái con nằm đi xuyên qua cái tòa tháp. Mình được chạy tím này cũng ngon. Thiếu cái nhẫn. Thiếu cái nhẫn, nó cho cái nhẫn luôn. Cái nón, hai cái áo, cái quần xanh rồi, cái dây chuyền nó cũng xanh rồi hả. Mình cần nhất là vẫn là cái vũ khí.
Có hai đam thôi, kháng băng đi. Còn không thì lấy né tránh. まだ強くなる。 Kháng độc á. Hai đam ba câu thơ tách hai kháng độc phản đòn lên. Chi mạng kháng lửa, mình có cái nhẫn 35 mana né địch, cái này ép được rồi nào, cái này cũng được luôn. Mình yếu quá. Hai với 12 nó gom hai cái lại. Mười bốn với 10 là nó gom lại thành 19. Ngon. Nhưng mà lên một bậc nữa thì mới mang được. Vẫn chưa có sự tăng tiến sức mạnh nào đáng kể. Trời ơi trời. Mất sạch toàn bộ tài nguyên. Trời ơi. Tham, cái này do cái đợt lượt đi đầu á, không có vũ khí nên yếu quá. Không có đem được cái gì về cả, không có đem được cái gì về. Thiếu gỗ. Thiếu gỗ, tất cả đều là thiếu gỗ. Đừng lại. Nãy ổn thả quá.
Map hồi nãy nó thẳng thẳng thì ngon, chứ map này nhìn thấy hiu quá vậy. Được 2 điểm kháng cũng đỡ, với một trái táo. Đợt này mình đi ít đồ quá ta. Quái nó cũng cảm giác mạnh hơn rất nhiều luôn. Cảm thấy hiu hiu rồi đó nha. Tấn công một đòn cực mạnh vào cái mục tiêu đơn. Con này nó gây sát thương vật lý. À, nó tránh hai hút máu hai kháng. Lại tăng được cái điểm kháng lửa. Gây cũng gây thêm đam lửa, con này là sẽ đương vật lý không à. Trời, nó cho cái nhẫn con rồi nữa. Mục tiêu để hồi xử mấy con to to. Trời, nó cho mấy cái trang bị giống nhau không vậy? Mình sẽ điều khiển cái con quái ở trên cái phạm vi này đi tới đây là vừa đủ luôn. À, nghe
Hết mana rồi. Chiếc này đi nó thiếu đồ quá. Con này vẫn sẽ thương vật lý. Trời, giờ mới có cái vũ khí. Thiệt. Ba kháng vật lý hả? Kháng vật lý thì cũng tốt. Lý ra thì tôi định lấy máu á, do máu mình nó hay hồi rất nhiều. Cái gì xây thêm cái chuồng ở đây. Hai đam, hai hít máu. Đây đây đây, game đúng một trang bị đây. Rất là cầm luôn á. Mắt đạp. Sao mà mình nó toàn lên đam ăn không hả ta? Cái nón này chắc không lên được nữa đâu, giục đi. Quá nhiều quá chứ. Không ngon.
lên được cái con dây chuyền này nữa. Ba quay nữa đến boss không? Không còn tí mana luôn. Cái này nó ra trễ quá rồi. Ra sớm thì ngon. Tiết kiệm mana thôi. Không thấy xài mana phung phí được nữa. Không thấy cổng 40 hả? Trời ơi. Tầm 7 rồi. Thiếu một cái nhẫn đủ rồi nè. Hai cái này lên xanh, hai cái này lên tím, chắc khi mà xong cái chuyến hành trình này là lên được cái nhẫn màu vàng nữa. Số 2 và số 3. Số 2 và số 4. Ủa số 2 và số 3 đi. Vải nó cho cái áo màu tím luôn. Lên nhẫn vàng lần đầu tiên. Ủa không có thành tựu gì luôn, không có thành tích gì luôn hả? Sao lại đối xử như vậy? Ủa cái này boss hả? Hai trăm mười máu. Trời ơi, vì cái chỗ này là mình nên dùng thuốc luôn, nó rất là nguy hiểm. Con này là nó kháng băng, đam nó vẫn vật lý. Con này đâm độc, vậy tí nữa mình đi là mình bui thủ độc với đâm băng nha. Bây giờ nó đấu boss phải không? Mình thì vẫn muốn đi lên cái đỉnh tòa tháp, nhưng mà con này nó cứ chặn đường cái đích đến của mình. Trời ơi, con mũi mày rất là mạnh đó, nhưng không thể đánh bại được du kích đâu. Tao sẽ hủy diệt mày. Đáng lẽ mày không nên đi đến bước đường cùng như thế này.
Rồi mấy con muỗi này. Đầy máu luôn rồi. Rồi, bây giờ mới vô cái chuyến hành trình cuối nè. Hiệu ứng kéo dài 2 phút là bao lâu ta? Ôi khỉ, con quái nó đứng đây luôn vậy. Nó cho mình cái màu vàng. Màu vàng rồi là không thể lắp thêm được nữa. Chính cán lửa. Con này nó sẽ thương vật lý thôi, nên lấy kháng lửa thì cũng vô nghĩa. Vì đeo cái nhẫn này mình ít ra là có 2 điểm thủ, nhưng mà méo còn tí mana nữa. Nhưng mà nó tới 23 điểm gift nữa đó nha. Cái 23 gift đó rất là khủng khiếp luôn á. Thôi lỡ rồi đeo đại đi chứ biết sao vậy. Giúp ta đứng yên đó, đừng có di chuyển nữa. Trong mày khác biệt với những cái con khác đó. Tao là giúp ta hậu vệ của mà cái vương triều thằng lằn. Tao cần phải đi đến cái đường, cái tầng tiếp theo. Tao không muốn gây chiến với tụi mày đâu. Nó giết một bầy mấy con này rồi mà bây giờ nó nói không muốn gây chiến với bạn đâu. Thì con năng giúp ta này tao cũng không, tao cũng không muốn gây chiến với tụi mày. Nhưng mà nhưng vì cái tòa tháp đó thì chúng ta cũng muốn là chiến đấu về những con người của mình, những thần dân của mình. Tức là không chừng là mình đóng vai một cái kẻ xâm lược luôn á. Còn mấy thằng này nó chỉ là bảo vệ cái tòa tháp đó thôi. Ý của mày là sao? Đừng có đặt câu hỏi nữa, nhân loại nhỏ bé. Cái chuyến hành trình của mày thì sẽ kết thúc tại đây. Đấy, đấy. Mình 90 máu thì chắc là sẽ tuôn nó cái đi. Không đủ mana sẽ tuôn nữa. Mày rất mạnh nhưng chưa đủ mạnh đâu. Địa ngục đang đến gần hơn mày. Tốt nhất là mày nên cút đi. Rồi xong. Con muỗi này. Không có mana. Ý. Trời ơi. Méo ngờ có thể chết ở đây, tôi định là chết ở đây không à. Lỗ rồi, chiến này lỗ vốn rồi. Thôi bây giờ mình phải đi chậm rãi, mình nâng cái đống này lên đã. Không ổn, không ổn. Không ổn. Đi khoảng dừng vài vòng thôi, mình thu nhập tài nguyên trước mắt, không nên quá tham lam. Em xin lỗi, em tham lam quá, lại để tốc độ ít thay nè, quên chỉnh nữa nhé. Mình sẽ thôi miên một con, đi đến đây hết cái hiệu lực thôi miên.
Cái này để đến boss nào. Nhưng mà cái này quan trọng hơn. Ăn cái này giống thịt thì nó làm sao ta? À nó cộng giòn lên tí. Mình quan trọng nhất là cái vũ khí á, nhưng mà vẫn chưa có vũ khí mà. Nhưng mà tập trung vào mà lấy mấy cái tài nguyên rồi đó, lấy đủ là tôi giọt luôn á, chứ không có ở đây nữa đâu. Level 4 hả? Đi vũ khí nào. Hồi nãy là gây đam băng nhưng mà kháng độc. Gây đam băng nhưng kháng độc. Ba phòng thủ không? Ba phòng thủ luôn. Ba chí mạng, một kháng sát, một counter attack. Đấy, cái này được hai dòng. Cái này thuốc nhiều quá à. Để xây cái trụ bên đây mới đúng. Sai lầm quá. Ghi đâm vật lý với đâm sát luôn á ta. Cái chiêu này để đánh boss. Lấy cái nào? Hồi 40 máu là phui máu cái nó lại cho mình hồi máu. 12 với 26 complete lại ra 26 12 cũng ngon. Rồi cái đồ lặt vặt này nhiều quá. Rồi quên lấy kháng độc. Không có cái găng tay nào ta.
Vui luôn rồi á. Vui rồi thì không được. Cắn bỏ đi. Cắn bỏ luôn. Hai hút máu. Để ở đầu đi, đầu tiến đi. Xài được có 4 lần hả? Game này nó nhân phẩm dữ nha. Nghiện thì đúng là gây nghiện thiệt đó. Đợt này có vẻ ngon nè, nhưng mà mình có nên tham quá không? Tham quá cũng khó mà có nước sống nha. Năm thì còn 7-8. Vẫn còn qua được, chưa sao. Thiếu một cái mặt nạ nữa là mình lên được cái mặt nạ màu vàng luôn á. Mặt nạ trắng nữa thôi là lên mặt nạ vàng luôn. Hồi 20 mana thì mình xài còn khoảng 12 mana là xài được. Còn hai cái này để đánh boss rồi. Hai đam ba chí mạng, hai kháng độc nè. Lên cho tôn con này đánh nó. Đau quá nha.
Đầu tiên lên cái giày đã. Này chắc lên 20 máu, 17 máu à. Quần thì bây giờ chắc lên không kịp nữa đâu. Tí nữa không cần mình dục cái này luôn. Bây giờ mình kháng rất là khủng khiếp luôn à. Kháng độc mới có 2 à. Bốn né tránh, hai kháng băng, hai ghét. Cái giày vẫn màu trắng á. Thôi hay là quay về đi, quay về đi. Về 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 về. 12 gỗ. 12 gỗ không đủ. 15 con mắt không đủ. Vậy, không có nên tham lam. Mình là con người đàng hoàng. Sắp bia. Chính con mắt sâu to thì chắc chưa đâu. Phải đi xong một cái đảo mới mở được cái này. Tôi nghĩ gì đó. Rồi, mình đã có thêm một số cái trang bị cho mình. Cái farm bây giờ đã nâng cấp. Cảm ơn đã hỗ trợ những người nông dân. Nó sẽ có hiệu lực trong một cái lần chơi kế tiếp của mình. Gỗ rất là cần nha. Mình cực kỳ cần gỗ luôn. Lấy cái này đi. Happy God là cái gì? Là cái cây á hả? Cái này ngon nha.
Bên gần chỗ anh này thì bỏ đi. Lắp cái này vô. Rồi. Đợt này vẫn là gom tài nguyên, đợt sau thì chúng ta mới tấn công đó. Hai cái này khá là mạnh nha. Tám gỗ, một đá. Không, không cần. Bình thuốc này không ngon. Ủa sao cái này mình thiếu đá, 5 đá nữa là 6 đá. Nói chung là đá với gỗ thôi. Còn cái em gái này, một sắp bia. Sắp bia thì buộc phải lấy. Nói chung cái nào lạ lạ thì mình lấy cái đó. Bây giờ mục tiêu của buổi chơi đầu hôm nay, chúng ta cố gắng vào cái màn 1. Mất máu nhiều dữ vậy ta. Trời ơi, nó cho đúng cái áo mình đi mua luôn. Lửa, hai cái lửa. Lấy hút máu đi, máu mình hơi ít.
đá mà anh chưa thấm gì cả. Cái đá linh hồn đó thì có vẻ quan trọng đó. Cái chiều lửa nên lan hả ta? Dương Lan gửi cho bạn một cái bình máu. Lên được 3 thủ thiệt, hai dòng đó thì ngon. Gỗ hay đá hả? Đánh lẻ anh vậy. Sao nó cho mình đòn mấy cái mũ này vậy? Hồi 10 mana phải. Quá trời máu rồi. Khá là mạnh luôn ha, không mất máu luôn á. Rất là đông.
mình yếu vãi ra luôn á. Năm gỗ rồi, thiếu ba gỗ nữa mình về được rồi. Áo vest phòng thủ. Chục máu dục luôn. Xong cái quay này mình về, đến không lạnh nữa đâu. Thiếu một gỗ một đá. Rồi về 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 về. Bỏ mấy cái vàng này lại được không ta? Ai đi lấy đá bổ vàng rồi. Nhưng cũng thú vị vết á. Mặc dù 2 tiếng đồng hồ chưa qua được cái hải một nữa, nhưng mà cảm giác thăng tiến sức mạnh nó khá là tốt luôn.
Đồ game thì mình cứ đi lấy gỗ với đá đi. Hai gỗ hai sắt hả? Đợt này là win nha. Rồi, đợt này tôi sẽ vượt qua nó. Lấy gỗ với đá. Bây giờ nó chọn hai vũ khí trong khi mình chọn cái vũ khí rồi. Mà vũ khí này chỉ lên đam thôi chứ. Ba bảy với không sáu nha, nó ra cái gì? 30 trời ơi, 37. Tối đa 4 lần thì để cái quay 6, quay 7 thì mình nói sai. Ăn được tí đam. Ủa chưa hả? Đứng ra đây, tí nữa mới sai.
chỗ này không có quái mà. Bây giờ mình đến boss nên lấy cái này trước, cái này quan trọng. まだ強くなる。 Còn đồ trắng không vậy ta? Đây. Trời, đánh hụt ấy.
Chính nó đi xuyên qua chỗ này luôn. Mana cũng 25 rồi, 39 rồi. Cái nón với cái áo thì dữ nè. Bên bó nổi trời. Tôi chết ở đây không có chủ nào như này. Nó nằm cái hàng ngang này thì ngon. Sống rồi, còn 50 máu à.
hồi 25 máu. Ủa gì ra sống vậy đó? Giờ 11 rồi nè. Chưa nó hả? Có giọt 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 giọt. Còn 4 cái, chắc lấy 4 con mắt. Trời ơi, tưởng đầu đi 10 gao là đánh được con boss. Hóa ra hết 10 gao vẫn chưa có gì cả. Thiếu gỗ chứ thiếu đá hả ta? Vẫn thiếu gỗ thiếu đá. Lần nữa. Phải giờ chưa qua được cái map 1 nữa trời. Quên mua cái vũ khí rồi. Đi đến cửa khẩu những trò trái táo.
Cái tầng chỉ số méo gì đâu ta. Để quên ép này thôi. Hồi nãy không mua cái vũ khí, giờ là mình yếu quá. Cái này chất lượng vài vòng nó về luôn. まだ強くなる。 Nếu có đam gần tay lên chân dương, nhẫn này lên nữa, nhẫn này lên luôn,
Trời, giờ nó có cái vũ khí. Chết rồi, xảy ra làm gì, xảy ra không xảy. Hai bốn combo của mình nó ngập. Thường mình quá yếu luôn, nó có 4 mà.
Ôi, quái đông cái gì? Xong đẩy nó đi qua đây. Mấy cái đồ gớt nó xịn hơn mà mấy cái đồ mình đang mang đó. Như cái giày này chẳng hạn nè, 5 phòng thủ rồi 3 phòng thủ, 1 counter, 5 né tránh. Tính con này là 50 máu rồi. Cú này mà chết là mệt người đó nha. Bả đứng ngay đây thì cũng tạm ổn. Tính đau dữ vậy. Chứ nó không đẩy về đây đó.
Hai hút máu 22 7 3262 con này yếu với băng hả? Mình không có đâm băng. Ủa nó đâu rồi? Chết rồi, đứng đây xong mà đánh mà. Chầm máu nó bị dần vào bản này. Chạy chầm máu hả? Không được thưởng, không được tặng cái gì luôn. Cái nón không lên được, cái vũ khí cũng không lên được.
nên đi đánh tiếp hay là về ta? Thôi, phát cuối đi. Ok, chiến thắng, chiến thắng là mình được mang tất cả đồ vô luôn đó. Ngày này chiến binh có một người dân loại đã vượt đến được cái tầng thứ hai. Nếu chúng ta mà thất thủ á, thì cái quê hương của chúng ta sẽ bị phong luôn. Phải cống hiến hết sức mình thôi. Bắt đầu thằng này là cái thằng này là giống giống cái thằng mình mới đánh bại á, hình như là nó đồng cấp luôn. Có nên báo lên cho lãnh đạo không? Không cần phải đánh động lãnh đạo về cái việc này. Lãnh đạo của chúng ta thì quá là mạnh mẽ đi. Nói chung là mấy thằng này nó vẫn nghĩ mình là con thôi. Đừng có ngu như vậy một thằng chiến binh kia. Lại là nắng nữa, con người không bao giờ đủ mạnh mà để có thể chống lại thằng lằn. Yugi là một kẻ mạnh nhất trong số chúng ta, đánh bại đối thủ này mới là một cái vinh dự cho anh ấy. Chuẩn bị binh lính của mình cho cái trận chiến sắp xảy ra, gọi là cái trận chiến chứ thực ra là có mình nè, mình đi từ đầu đến cuối giết mấy dăm quân lính của nó. Con người thì rất bất ngờ về cái việc này, chúng ta phải tấn công trước khi mà nó chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Không có thể cho con người nào có thể đạt đến cái tầng 3. Rồi. Nói chung là nãy giờ chúng ta nhìn được mấy lính ở tầng 3. Gần 3 tiếng hồ mới đánh xong cái tầng 1. Đánh cái tầng 2 chắc cả năm luôn. Đây, chúc mừng hoàn thành công việc, bạn đã vượt qua cái tầng 1. Cái cổng dịch chuyển bây giờ đã thay đổi rồi. Rồi, chúng tôi tin rằng bạn sẽ sớm làm được giải cứu nhiều nhân loại của chúng ta hơn. Chưa có xây được cái gì cả. Nó thì không dễ dàng, nhưng chiến thắng này là một cái vinh dự to lớn. Chúng ta không phải là kẻ duy nhất mà cố gắng vượt lên trên. Cả thằng lằn nó cũng đang như vậy. Bạn có nghĩ thằng lằn cũng đang muốn leo lên trên cái đỉnh của tòa tháp không? Thì là hai bên chủng tộc mình với nó chung một mục tiêu thôi, hai bên cản đường nhau là điều bình thường. Hiện tại là không bên nào chính nghĩa cũng không bên nào phản diện cả nha. Thằng lằn nó sống vì nó, còn mình thì sống vì nhân loại. Thế giới của chúng ta thì đã bị phá hủy hoàn toàn rồi, chúng ta bắt buộc phải leo lên. Đó là cái lý do mà chúng ta phải làm việc này. Đúng, trông cũng như vậy. Bọn thằng lằn thì cũng giống như chúng ta thôi. Mặc dù tôi không biết lý do tại sao chúng nó làm như vậy, tôi vẫn không hiểu. Cái điều này nó quá phức tạp. Để vượt qua họ thì chúng ta cần phải cẩn thận và thông minh hơn. Không thể để thằng lằn mà có thể vượt qua chúng ta. Con người bây giờ thua cái con thằng lằn. Như vậy, chúng ta phải đi trước. Không nên đánh với họ mà không có lý do, nó cứ chặn đường mình mà. Bạn đúng đó. Không nên đánh nhau mà bắt đầu một cuộc chiến mà không có lý do. Tôi nghĩ cái câu này mà lặp đi lặp lại hoài á, thì đoạn cuối mình đánh bại thủ lĩnh của thằng lằn. Sau đó cái mà mình sẽ bắt cái đội quân thằng lằn gia nhập vô bên mình luôn. Cả hai cùng chung cái mục tiêu là leo lên tòa tháp. Tôi nghĩ cái câu này nhắc đi nhắc lại hoài là để gửi cái cốt truyện về sau nó gì đó. Cả hai bên đều bảo vệ cái quê hương của mình, chiến đấu vì đồng loại của mình, đều đều muốn đạt cái sức mạnh đỉnh cao hơn. Miễn là chung sống hòa bình được thì thôi, chúng ta có thể bỏ qua. Phần quan trọng nhất xây nhà.
không có miếng gỗ rồi luôn hả? Trời, mình chỉ nâng được mỗi cái này thôi. Trời ơi, win cuộc chiến mà chẳng có gì cả. Đây, thiếu mỗi cái sầu tôn thôi. Hôm nay thì đủ tài nguyên rồi, nhưng mà tôi mới thích. Hôm nay phải có mana Gitto. Atagia máu 135 40 đam 24 thủ là 9. Vì em này nâng cấp mình cứ chọn vô máu đi thì cái skill này là nó rất là mạnh luôn. Gen 1 lớp siêu bằng 30% máu tối đa trong 5 giây. Rồi thôi, hôm nay chơi đến đây thôi. Bộ Z của chúng ta có thêm một cái lá bài mới là lá bài nào đó. Hồi nãy không để cái này vô nên không có gỗ nè. Cái loại thuốc này nó ngon hơn trái cây không ta? Rồi, hôm nay chơi đến đây thôi. Game rất là thú vị nha.